Dạ vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay em Hải lên một video clip để giới thiệu tới các bác một chiếc van cơ lai số, hàng nhập khẩu, chính hãng, chính ngạch của thương hiệu DB Acoustic. Có lẽ là các bác đam mê âm thanh không còn lạ lẫm với thương hiệu DB đúng không ạ? Một thương hiệu mà rất là nổi tiếng và rất được ưa chuộng hiện tại. Thì hôm nay lên sóng tới các bác là một chiếc van cơ lai số phiên bản chiến lược và cũng là một phiên bản phân khúc bình dân cho các bác tham khảo phối ghép vào gia đình. Và chiếc van này thì em đã trải nghiệm và thấy âm thanh rất là hay, rất tuyệt vời trong cái tầm tiền các bác. Thì model của sản phẩm là DBKM320 Plus. Chiếc van này đầy đủ các tính năng hiện đại nhất hiện tại các bác ạ. Tín hiệu đầu vào thì đầy đủ các tính năng như là cổng quang optical, Bluetooth và USB, AUX cũng có ạ. Và đặc biệt nhất là về cái chất mic thì đầy đủ này. Echo sử dụng chip DSP 48 bit, reverb sử dụng một chip cao cấp và tiếng reverb cho ra rất là hay, sáng, sạch và echo thì rất là mượt mà các bác ạ. Thì trước hết em sẽ quay giới thiệu về ngoại thất, ngoại hình của chiếc van cơ lai số này. Bên tay trái đây là logo thương hiệu của DB Acoustic, một cổng USB để cắm tín hiệu nhạc vào, một mắt IR đây, cái này là sử dụng cho điều khiển từ xa và các bác có thể chỉnh bằng tay được với các phím nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, thì các bác chỉnh phần echo này có gồm là có delay, repeat, reverb thì gồm có reverb time, reverb tổng, effect, equalize thì có phần LHF, bass chép. Đấy, bass này, chép này. Và bên dưới đây là mic, sẽ chỉnh được bass trung, bass mid chép là bass trung chép, bass trung chép của nhạc và volume to nhỏ của sub và chỉnh equalize của sub ạ. Input chuyển đổi cổng tín hiệu và chuyển đổi bài và trung hú. Đấy, chuyển đổi bài cho cái phần của cái này, chuyển bài cho của USB ạ. Tức là các bác cắm USB đây thì đổi bài này. Cái này dễ nhìn bởi vì ngày xưa dùng cái đầu CD ấy nó hay có cái này đúng không bác, tạm dừng này, cái pau này, play này, rồi là chuyển bài này, lùi bài này. Đấy, volume to nhỏ của mic, volume to nhỏ của echo reverb, effect này là tổng luôn cả echo reverb ạ. Volume to nhỏ của music và nước nguồn ở phía bên phải. Model sản phẩm là KM320 Plus. Tất nhiên rồi, hàng chính hãng thì sẽ có đầy đủ các tem check mã QR, check số điện thoại, check cả mã vạch để kích hoạt bảo hành. Đây các bác ạ, đây các bác này, cái tem này chính là cái tem để các bác check được hàng nhái, hàng giả. Thì hiện tại trên thị trường cũng không có hàng DB nhái đâu ạ. Về phần phía sau thì output đường ra là gồm có 4 cổng, 2 cổng jack line, 2 cổng sub và có cả rắc cắm bằng hoa sen. Nguồn điện đầu vào là nguồn điện 220 các bạn, 200 đến 240, điện yếu các bác vẫn xài được nhé, không lo là những khu vực mà điện các bác nào mà yếu, khu vực mà điện yếu ấy, là hay bị ngắt nguồn, nhưng riêng với dòng van của DB này thì các bác yên tâm là điện số tận 200 vẫn xài được ạ. Tín hiệu đầu vào thì sẽ có các cổng như Bluetooth này, COS này, cổng quang optical, AUX1, AUX2, cổng USB, volume to nhỏ giới hạn âm lượng, tín hiệu đầu vào này, volume to nhỏ của mic A, mic B, hai cổng mic phía sau, tem ánh 7 màu. Và phụ kiện đi kèm của chiếc van DBKM320 Plus này thì sẽ có dây nguồn, một tô vít để tinh chỉnh bằng tay, một dâu sóng Bluetooth. Và tất nhiên rồi, điều khiển từ xa, một điều rất là quan trọng đấy ạ. Cái này các bác có thể là chỉnh từ xa, dừng nhạc này, tăng volume to nhỏ cho mic, cho nhạc các bác. Điều khiển nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là tuyệt vời. Đây là một mẫu van cơ lai số mà các bác đáng tham khảo trong dịp cuối năm cũng như là 2025 này. Tất nhiên rồi, các bác nào có liên hệ trực tiếp cho bên em thì sẽ được một cái mức giá tốt nhất các bác nhé. Và chiếc van cơ lai số DBKM320 Plus này hiện tại đang có giá chưa tới 2 triệu đồng. Và các bác nào quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ ngay cho em Hải với số điện thoại hotline là 0982352313, khu vực miền Nam, địa chỉ tại 48B, cư 6 Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Khu vực Hà Nội, số hotline là 0919182223, 0869999729, địa chỉ cửa hàng tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.